Thầy chào các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy Quang nha. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học tin học lớp 4 sách giáo khoa cánh diều nha. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu với chủ đề C là tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Phần C1, bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet. Bài số 1 là tìm kiếm thông tin trên Internet, trang số 16 ở sách giáo khoa nha các em. Sau khi các em học xong bài này, các em sẽ nêu được một máy tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng được máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin theo chủ đề, từ khóa, xác định được chủ đề thông tin cần tìm. Các em thực hiện cho thầy phần khởi động nhé. Em hãy kể một vài thông tin mà em biết được từ Internet. Thì trong câu hỏi này, các em có thể là trả lời như sau nhé. Một số thông tin em biết được từ Internet, chẳng hạn như là thứ nhất là cách giải bài tập môn tin học, hay là lịch thi đấu bóng đá, có thể là thông tin dự báo thời tiết, hoặc có thể là thời gian đăng ký nhập học lớp 4 trên website của nhà trường, vân vân. Đó là những thông tin các em có thể là biết được từ Internet nhé. Các em tìm hiểu phần 1 nhỏ, cách dùng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin. Có những cái trang web rất là đặc biệt chứa công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet đó các em. Ta gọi công cụ này là những cái máy tìm kiếm ha. Thì tên máy tìm kiếm thường là trùng với tên của trang web luôn. Ở đây thầy ví dụ như thế này. Có trang web là trang web Google, thì có máy tìm kiếm là Google. Và địa chỉ của trang web này là google.com. Thì các em thấy rõ ràng là tên của trang web và tên của máy tìm kiếm trùng với nhau, đó chính là Google. Cái trang thứ hai là trang web Bing, thì có địa chỉ là bing.com, thì cũng có máy tìm kiếm Bing ha, thì nó cũng có trùng tên với nhau. Thì các em có thể là quan sát ở đây. Đây là giao diện của trang web Google, máy tìm kiếm Google ha. Rồi ở đây thì đây là giao diện của trang web Bing, hay là máy tìm kiếm Bing. Các bước tìm kiếm thông tin trên Internet bằng máy tìm kiếm Google như sau. Thì ở đây mình sẽ sử dụng máy tìm kiếm Google để mình tìm kiếm thông tin nha các em. Thì bước 1 là các em khởi động trình duyệt Internet ha, hay người ta còn gọi là trình duyệt web đó các em. Thì khởi động bằng cách là các em nhấy đúp chuột vào biểu tượng của một cái trình duyệt Internet, chẳng hạn như là một trong ba trình duyệt có biểu tượng trong hình số 1 ở đây. Đây đầu tiên thì đây là trình duyệt Google Chrome ha. Thứ hai là trình duyệt web Microsoft Edge. Thứ ba là trình duyệt Safari. Ba trình duyệt này thì các em khởi động một trong ba trình duyệt này ha. Và trình duyệt người ta thường hay sử dụng, cũng khá là thông dụng, đó là trình duyệt Google Chrome các em. Rồi mình khởi động trình duyệt lên. Tới bước 2 thì các em truy cập vào trang web của máy tìm kiếm. Thì ở đây là máy tìm kiếm Google, mình sẽ gõ vào thanh địa chỉ là google.com ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang bước 3 nha. Bước 3 là các em sẽ nhập từ khóa tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm để mình tìm kiếm những cái thông tin có liên quan á, những thông tin mà mình cần tìm đấy. Thì trên cái trang Google có một cái ô để cho phép mình nhập từ khóa nha. Mình sẽ nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Ở đây là một từ hay là một cái cụm từ mà có liên quan đến nội dung cũng như là chủ đề mà chúng ta muốn tìm nha các em. Thì các em có thể là quan sát ở đây. Ví dụ như ở đây là Việt Nam có bao nhiêu thành phố nha. Mình đặt ra một câu hỏi như thế này để mình tìm nha. Thì ở đây các em có thể là gõ từ hay là cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Việt có dấu hoặc là tiếng Việt không dấu cũng được nha các em. Thì từ hay là cụm từ tìm kiếm này người ta gọi là từ khóa tìm kiếm ha. Rồi tới bước 4 là gì? Bước 4 là bắt đầu tìm kiếm và lựa chọn kết quả. Thì các em có thể là nhấn Enter sau khi mà các em nhập từ khóa xong rồi đó. Các em nhấn Enter. Hoặc là các em có thể là nhấn chuột vào cái kiến lúp nè. Cái nút lệnh có cái hình kiến lúp ở đây nè. Các em nhấn chuột vào đây để mình tìm kiếm ha. Thì sau khi các em tìm kiếm, nhấn Enter hoặc là nhấn vào cái kiến lúp á, thì nhiều kết quả tìm được sẽ hiện lên trên màn hình cho chúng ta lựa chọn. Thì có một cái danh sách các cái trang web rất là nhiều các em. Ví dụ như trong hình này là có khoảng là 152 triệu kết quả luôn nè ha. Thì chúng ta khi đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lựa chọn những cái thông tin mà chúng ta cần xem. Chúng ta sẽ nhái vào một cái trang web nào đó để cái thông tin đó mở lên, và chúng ta sẽ tiếp tục xem cái thông tin mà mình cần tìm hiểu nha.
Các em tìm hiểu phần 2 nhỏ, xác định từ khóa tìm kiếm. Các em thực hiện cho thầy hoạt động ha. Là để tìm hiểu trên Internet về con koala, em hãy thực hiện các bước dùng máy tìm kiếm với lần lượt từng từ khóa dưới đây. Ở đây người ta sẽ cho mình hai từ khóa các em. Đầu tiên là em hãy tìm kiếm với từ khóa là cho em xem con koala. Từ khóa thứ hai mà chúng ta cần thực hiện nữa là con koala. Dựa vào kết quả ở hai lần tìm kiếm đó, em rút ra nhận xét gì? Đầu tiên là các em cần mở trình duyệt lên ha. Ở đây thì mở trình duyệt Google Chrome nha. Rồi sau đó thì các em truy cập vào cái trang web là google.com.vn hoặc là google.com cũng được nha các em. Sau đó thì các em nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa là cho em xem con koala. Đấy. Rồi các em gõ enter nhé. Thì các em thấy kết quả trả về đây là những cái trang web có liên quan đến con koala. Ở đây nè các em, là những cái trang web có liên quan đến con koala. Và các em nhìn thấy kết quả ở đây, ở bên trên nè, là có khoảng là 733.000 kết quả trả về trong vòng là 0,22 giây ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm với từ khóa thứ hai, đó là từ khóa là con koala. Rồi các em gọi enter. Thì với từ khóa thứ hai này, các em kéo xuống bên dưới, các em cũng thấy là cũng xuất hiện các cái trang web nói về con koala đây. Đây các em. Tuy nhiên thì các em nhìn lại bên trên kết quả như thế nào? Kết quả là 25.300.000 kết quả. Đúng không? Trong vòng là 0,26 giây ha. Sau khi thực hiện tìm kiếm hai lần với hai từ khóa khác nhau thì chúng ta có thể là đưa ra nhận xét như thế này các em. Nhận xét là cả hai lần đều tìm được các thông tin về con koala. Tuy nhiên thì lần 1 tìm với từ khóa là cho em xem con koala thì số kết quả tìm được là khoảng 733.000 kết quả trong vòng là khoảng 0,22 giây. Lần thứ hai thì tìm với từ khóa là con koala thì tìm được nhiều hơn trong lần 1 với 25.300.000 kết quả trong vòng 0,26 giây. Thì cái thời gian mà tìm được này các em 0,22 giây, 0,26 giây thì cũng phụ thuộc vào những lần tìm khác nhau nha. Có thể là các em tìm lại lần khác thì cái thời gian này nó sẽ có khác đôi chút. Thì các em thấy là cả hai từ khóa thì thời gian tìm kiếm trong lần 1 nó có nhanh hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì cũng có những lần là mình tìm hai từ khóa này, cái thời gian tìm được nó bằng nhau. Tuy nhiên cái điều khác biệt ở đây đó là gì? Đó là kết quả tìm được thì từ khóa ở trong lần 1 chúng ta tìm được số lượng kết quả ít hơn rất là nhiều lần so với số kết quả mà chúng ta tìm kiếm được ở trong lần thứ hai nhé. Như vậy là chúng ta phải chọn từ khóa đúng và nên chọn từ khóa ngắn gọn, không thừa ý. Với một từ khóa, máy tìm kiếm có thể là đưa ra nhiều kết quả. Mỗi kết quả là một trang web có chứa thông tin liên quan đến từ khóa. Việc chọn từ khóa rất là quan trọng trong tìm kiếm thông tin các em. Từ khóa phải thể hiện nội dung, thông tin chúng ta muốn tìm kiếm ha. Qua bài này, các em ghi nhớ một số kiến thức như sau. Máy tìm kiếm là công cụ giúp em nhanh chóng tìm được thông tin trên Internet. Các bước dùng máy tìm kiếm là khởi động trình duyệt Internet, truy cập trang web của máy tìm kiếm. Sau đó là gõ từ khóa vào ô tìm kiếm, gõ Enter để ra lệnh tìm và chọn kết quả để xem thông tin. Bài này còn phần bài tập vận dụng và bài tập luyện tập. Ở cuối bài, thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập này trong tiết học sau nhé. Các em nhớ đón xem. Hoặc là các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này. Các em nhấn vào danh sách phát nhé, để các em xem đầy đủ các cái video bài giảng của thầy về tin học lớp 4 nha. Thầy chúc các em học tốt, đạt được điểm cao. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.